Anh Duy cho em hỏi vùng Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc trước đây là thuộc Bắc Việt đúng không anh? Chính xác. Bắc Việt là từ phía Nam sông Trường Giang. Nó phía Tây thì giáp Động Đình Hồ, phía Bắc thì giáp sông Trường Giang, phía Đông thì giáp Đông Hải. Bởi vậy mới có Đông Hải Long Dương chứ không có Tây Hải Long Dương. Ok. Em coi tất cả các phim đều có Đông Hải Long Dương hết chứ không bao giờ có Tây Hải Long Dương lần nào hết. Không có Bắc Hải Long Dương luôn, chỉ có Đông Hải Long Dương thôi. Đó. Và phía Nam là giống giáp nước phù 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 tôn gì đó, phù tôn giống dạng dạng giống như chim thầm này đó. Đó. Trung Quốc nó đâu có thích bóng đá, nó không thích bóng đá đó, nó làm đội bóng thiếu lâm làm gì ở đó mà không thích, không có cái gì không thích hết đó, cái gì chơi cũng muốn nhất hết đó, nhưng mà chỉ con gái nhất không nổi thôi chơi đó không thích, không thích để mua cầu thủ đúng mắt luôn mà hết thời. Các bạn nhớ mấy cầu thủ đúng mắt luôn mà hết thời không, xong rồi giờ như cái lọc bộ nó bể nợ luôn rồi. À, Trung Quốc bây giờ chủ yếu về chính trị và kinh tế, thôn tính thế giới thôi, thể thao không quan tâm mấy. Không có quan tâm đâu. Vô coi lò đào tạo vận động viên Olympic chưa? Tại sao đất của người Palestine mà mẻo lại ủng hộ Israel? Hồi giờ chỉ cho cuốn lịch sử thì hay lắm nè. Mua cuốn Cựu Ước á. Biết cuốn Cựu Ước là cuốn gì không? Ở trong nhà sách đó có cuốn Cựu Ước đó mấy em. Hình như em nhớ không nhầm, theo Cựu Ước thì Jerusalem thuộc Israel đúng rồi. Chưa kể đó là dùng đất hứa nữa, mà trong tôn giáo đó dùng đất hứa là cái tối thượng, miền đất đó là Chúa hứa cho. Rồi sau này bị vong quốc á, rồi cái người Palestine người ta tới người ta ở, rồi xong rồi cái tới hồi quay về đòi nhà cứu này nó mới căng nè, xong rồi cái châu Âu nó dạt qua hai bên thôi, giờ mỗi đứa nhường miếng, bạn qua đây tới qua kia, rồi bên này cay mắt tao đang ở mày tới mày ở chung, xong rồi bập tới giờ đó vậy thôi. Phong trào đấu tranh giành độc lập của Palestine là phong trào đấu tranh công nhận nhà nước Palestine này nọ đàng hoàng sống độc lập, chứ đâu phải là phong trào đập đập Israel lên lấy đất đâu kia. Hỏi kỳ á, là cái chặng đường một quốc gia phấn đấu ngồi chiếm trệ trong Liên Quốc đập bàn cái đồng và nước ngoài tới đầu tư, ngược lại mà đầu tư nước ngoài bắt bo của mình mạnh đi thế giới, hiểu không? Trong đó không còn tiếng súng nữa chứ, người dân Palestine khổ lắm ba ơi, tối ngày nghe tiếng bom nhiều hơn nghe tiếng nhạc nó. Mà trong đó có những cái cho những cái phe nhóm Hồi giáo cực đoan, người ta nằm trong đất nước, người ta đi quậy làm cho đứa nó không ổn. Yemen cũng vậy thôi. Mà bữa hổm mà Mỹ nó mới bắt một con tàu chở vũ khí của Iran cho Yemen. Mà ngày đấy tại sao người Do Thái bị diệt Anh mà có 15 triệu người mà tao nói chi phối được toàn thế giới, không hiểu lắm. Cái chuyện mà nói chi phối toàn thế giới lại chém gió, tức là có ảnh hưởng, thông minh, trí tuệ, có tiền đúng. Nhưng mà nói chi phối toàn thế giới, mẹ chém gió bắt sách. Thế giới này được hình thành và phát triển bởi những bọt lọt lạc, trong đó không riêng gì Israel, một đống người khác chi. Việt Nam là có thầy Úc rồi đó. Nên cái chuyện người ta viết sách, sách đọc không sách là đúng 100% hết đó. Bao giờ cũng phải thêm miếng mắm dặm miếng muối cho chút drama để cái tựa sắp sóc vô bán có được mấy. Nghệ thuật làm giàu, bí quyết làm giàu. Đù, trên đời có sách bí quyết làm giàu nữa mấy em. Tại sao Đức Quốc xã lại thua trận nọt mà đi vậy anh Duy? Có phải là chủ quan không? Chủ cái mốc. Ông thua trận nọt mà đi là phải rồi má. Bị đánh bên Đông, bị đánh bên Tây đồ này nọ, mà lúc đó Mỹ đưa quân chủ lực vô rồi. Sao chịu nổi? Người ta nói là dùng dùng quân mỏi đánh quân mệt, mà Đức lúc đó là đã mệt rồi đó. Gồng được chiến hào này nọ, mấy cái mùa đông đồ cũng lạnh lạnh nữa, xương cốt cũng bị rim rồi. Mà nhưng mà Đức thua trận nọ qua đây đâu có nhọc đâu mấy em. Cái trận đó ông Mỹ bên kia xiển điển chứ giỡn, ăn mà ăn khổ á, ăn mà ăn giống như là 99% á chứ không phải ăn 10-0. Nên cái trận nọt qua đi là đổ bộ vô trận nọt qua đi là một trong những trận đánh mà nổi với vang danh nhất lịch sử. Nói chung là Đức thua là đúng rồi. Đức sao nuôi chiến tranh lâu dài được, đánh tới đâu cướp tới đó đồ này nọ dạng đó thôi chứ. Hồi xưa mà Đức không đánh Nga, bắt tay với Nga thì Mỹ toan phải không anh? Toan cái mốc. Sao quýnh vô nổi nước Mỹ mà toan? Mày mày điên đường nào quýnh vô nổi nước Mỹ, kể nghe chơi đây. Hồi đó thì chưa có tàu hạt nhân, không á, đi đi tàu sân bay mà bay qua tới bển nó chở theo mấy cái tàu dầu nữa hả? Đúng không? Đức Quốc xã bắt tay với Nga xong chiếm xong bóp nghẹt kinh tế Mỹ, ngáo. Mỹ nắm nguyên trong Mỹ luôn đó, nó cuốc vàng cuốc đá mỗi cuối cuối đời nó chưa chết nữa. Không không nổi. Mấy em chơi đế chế đi, có cái bảng có cái map là Real World đó. Real World. Thằng nào đu càng qua trong Mỹ phát một là khỏi chơi chết. Chạy chợ từ Bắc Mỹ tới Nam Mỹ rồi bao giờ rồi. Chỉ cần phòng thủ cái eo Trung Mỹ thôi để cho tàu nó bắn giao thương. Tài nguyên vô tận luôn, đất bự chà bá. Nó ta gọi là thiên địa lợi đó. Nhật Đức thời đó muốn đánh với Mỹ là do nó không biết, nó chán sống với anh dù thế. Nói chung ai mà dám phân tích lý do cái đó đúng không? Mẹ nó quýnh thì nó quýnh thôi, nhưng mà người người ta phân tích là dựa vào thứ nhất, nó bị lốc dầu, mà lốc dầu thì xe tăng xe tiết rồi không chạy được, cái ngành công nghiệp dự quốc phòng nó không rên được, thì buộc cái thế phải úp, là tiên hạ thủ vi cường, úp một cái nâng cao tinh thần sĩ khí, dương bài test luôn cả Mỹ nó mạnh không, úp trận là thắng đó, thắng nhưng mà thắng chưa đẹp thôi, mấy phi công đang tắm 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 nắng.
mấy anh phi công Mỹ đang tắm nắng mày còn bốn thằng thôi mà nó cái trần nó nhào vô cái máy bay lên nó đảo ngược tình thế, không phải là đảo ngược tình thế mà nó quýnh cho đỡ thua, nên bốn con phi công đó cũng được vinh danh đó mấy em. Ông tắm nắng, ông tập tạ, ông ăn buffet sáng, nó để cho ông phát đùng đùng biết vụ gì rồi sập gian nào thả tạ nặng vậy. Hồng quân tiến vào Berlin, trước là liên quân nhằm mục đích, sau là hậu chiến đúng không, chưa kể tiến vào để xác định bờ cõi núi sông đã chia đồ Liên Xô hai bên này nọ kia nữa em. Lúc đó là thế giới lưỡng cực, hai cực, cũng là đồng minh thôi nhưng mà chia một bên, đó là Liên Xô, một bên là Anh Pháp Mỹ đó. Vì muốn úp Mỹ còn thêm quân đội hơn 100 triệu, đâu 100 triệu, đông lắm á, trừ mấy đứa nhỏ ra chắc phải gần 200 đó ông. Mà một ông còn đóng súng nữa, đúng ông này, ông quốc đó một câu rất đúng, tức là giả sử như nước Mỹ nó bị lột đi, chính phủ Mỹ đầu hàng đi, rồi thì cái quân chiếm đóng nó tiếp quản sao? Thí dụ như bạn biết chiến tranh du kích không, chừng trong 100 thằng có một thằng có súng là đã sợ rồi, còn đằng này dân Mỹ thằng nào cũng có súng hết á, mà nhiều cây nữa, nên cái đó cũng là một cái nét đặc thù của Mỹ nữa. Rồi bữa nay có một bài báo là gì đó, chiến sự Ukraine hé lộ điểm yếu guồng máy vũ khí Mỹ, là cái hệ thống vũ khí của Mỹ với phương Tây nó cù bắp, nó sản xuất chậm quá, không đủ đồ chơi ship cho Ukraine. Tức là cái trận Ukraine với Nga là trận đánh lớn, nhưng mà nguyên cái quy mô Mỹ với phương Tây á, nó sản xuất vũ khí không kịp để cho nó cho Ukraine. Nó đại ý bài báo nó vậy thôi. Theo các bạn đồng ý không đồng ý? Để các bạn đồng ý không đồng ý? Còn riêng tôi không đồng ý. Có hai lý do sau đây. Thứ nhất, nếu mà nói này yếu quá, dàn nào trên thế giới này mạnh hơn nó. Rồi xong, cái thứ nhất, cái thứ hai, nó cho đồ nhưng mà nó cho rất là giới hạn. Chứ mà nó cho đồ mà kể như sòng phẳng đi, thì bạn nghĩ coi đủ có áp lực gì không, có thiếu gì không? Tức là cho đồ á, mà cho dàn trải ra thì mỗi thứ 5 món, mà cho 50 món. Còn bây giờ mỗi thứ cho 20 món mà cho có 2 món à, thì nó khác. Nó dẫn tới hai cái món nó cục bộ, nó không đủ nhu cầu. Ukraine quá nhiều tài nguyên tha hồ trả nợ. Cái đó mình dùng chữ trả nợ, nó đâu tính toán nợ nặng gì được đâu. Tức là trên lý thuyết, thằng Mỹ nó cho mà viện trợ, và viện trợ không hoàn lại là chắc chắn mày mất, không ai trách nhiệm trả đó. Còn cái chuyện kia là chuyện làm ăn, đúng không? Làm ăn thì chia, nó làm ăn thì chia, một bên đem công nghệ vô, mẹ thằng kia mày có tài nguyên thôi tao mày chia tỷ lệ nhiêu, hai bên đàm phán. Có ông thầy bên tóc bảo tương lai Trung Quốc sẽ dẫn đầu công nghệ vũ trụ vì được sự hậu thuẫn của chính quyền Trung Quốc do mô hình xã hội chủ nghĩa, còn Mỹ sẽ tụt hậu vì hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa, thậm chí RPS. Ok mẹ không? Cũng phải cái lý luận. Thí dụ như lý luận là Trung Quốc dẫn đầu công nghệ vì nó mới đã phát minh được gì độc quyền đủ ghê ha. Nó mới phát minh được là gọi là gì nè. Nó đem ánh sáng, nó nhốt lỗ vun đồ này nọ, nó đẩy con tàu bắn bật vô đó. Ok, may ra nghe thằng thuyết phục. Tự nhiên ngồi nó múa lưỡi, hồi cái nói Trung Quốc dẫn đầu công nghệ. Anh cãi gì nữa, NASA nó muốn làm một dự án thì phải xin rồi thông qua hai đảng mới cho làm. Còn BS tư nhân không đủ vốn. Vì Trung Quốc người ta làm hẳn cái mặt trời nhân tạo để nướng thịt luôn. Mà thêm fan nó vô vỗ tay cổ vũ nữa. Ủa mà giờ ví dụ như mặt trời nhân tạo mà nướng thịt hay mày phơi đồ gì cậy mày, tao không biết. Nhưng mà em chỉ đấy cái mặt trời nhân tạo ra em nổ khi thằng Mỹ nó không làm được. Chứ thằng Mỹ nó không thèm làm, mày làm mình mày cậy mày không nói được đúng không? Cái đó cái số 1, that boy. Còn bây giờ á, thằng NASA nó muốn làm gì nào nó phải xin tiền thì đương nhiên Quốc hội Việt nó mới có tiền. Chứ đâu có tiền mà nó làm nhẹ, mày làm lần 10 tỷ hả? À? Mày làm được nhiêu rồi? À cái webcam rồi, nhớ cái webcam rồi, nó không làm thôi, làm vậy đó. Bây giờ khoan nói chuyện tương lai, nói chuyện hiện tại đi. Bây giờ thằng Mỹ cách đây 48 năm thằng Mỹ nó phóng một cái phi thuyền Voyager 1, nó gửi cái thông điệp Hello World và tiếng chim hót thú kêu, hai con ảnh ương nhái nhiếc dùm lum la, nói chung là cái đó là âm thanh của tất cả loài thú mà nó có thể tổng hợp trong giai đoạn đó. Nó gửi nó lên phi thuyền Voyager 1 bắn chao đi về nơi xa xăm vũ trụ để cho thằng ngoài hành tinh nào lụm được cái đó giải mã ra nghe, à biết tao đến từ trái đất. Còn bây giờ mày làm được chưa? Đâu bây giờ mày làm cái Voyager 3 đi. Tại sao tôi nói Voyager 3 có Voyager 2? Thằng Mỹ nó làm luôn. Thằng Mỹ nó có hai cái Voyager. Mà hai cái đó mà nó bay tới ngày hôm nay mà nó chưa ra khỏi hệ mặt trời đó bạn. Ngày xưa không tin Mỹ đáp xuống mặt trăng, giờ tin chưa? Ngày xưa là tôi không tin, tôi không nghi ngờ. Chuyện kệ bà, tụi nó hai mày cũng lần Mỹ nó chơi nhau mà. Một phe thì đấu NASA, một phe thì NASA tung bằng chứng ra. Mà cho tới bây giờ tôi cũng không biết nó có đi không đi nữa, cũng kệ tía nó luôn, mệt quá. Nhưng mà nếu mà nói chung á, không chắc chắn là nó đi được hay chưa được, mà thấy âm mưu kia nó cũng lớn quá. Nhưng mà dựa vào những gì mà tôi đã tham quan trong NASA, đọc hiểu và sờ mó rờ rẫm á,
Thì tôi nghĩ là nó đã đến mặt trăng khoảng chừng 90%. Thuyết âm mưu thôi, NASA đã phản biện lại toàn bộ thuyết mưu. Ở đó thì tôi nói là cái cuộc đấu qua lại. Mà cái chuyện thằng Mỹ nó có đi tới mặt trăng không mặt trăng, nó không phải là cái vấn đề chính mà tôi muốn biết. Tôi đâu care. Tại vì nó quá lớn so với cơm áo gạo tiền bia bỏng trước mặt, đúng không? Nó nên cái vụ đó là mình cũng không có thèm phai đau luôn. Còn thì phải đau cho ngày phải đau ra gì đâu đó. Còn bạn nào biết rồi thì bạn cứ đưa quan điểm, chỗ đây tôi không đam ai đó. Bạn cũng có quyền nghi ngờ, nếu bạn nghi ngờ thì bạn đưa ra cái quan điểm của bạn cho nó khoa học là ok. Còn bạn cảm thấy không nghi ngờ thì bạn đưa ra những quan điểm cho bạn. Hai bên cả nộn. Hà Lan nó nhỏ mà nó có giỏ ha. Bữa hổm mình khứa nào tự nhiên nó nói cái gì quên mày. Nó nói cái gì mà chung một dân tộc mà bị ly gián chia phe tù lưa ra ba bốn nước gì đó. Xong anh đam vụ Ấn Độ với ba cái tăng rồi tù lưa quá trời nước luôn. Mà tự nhiên tao quên một cái trường hợp rất là đặc biệt. Đó là gì? Viking. Ủa Viking nó cũng là một cái ví dụ, nó minh họa rõ ràng cho đó luôn. Ngày xưa có nước Đan Mạch Thụy Điển nha. Có mà, giờ tách ra thôi. Không tin hỏi tụi nó đi. Em tìm hiểu về Viking ngày xưa là nước đó. Ủa tao thấy tụi nó đâu hận nhau đâu. Mà tụi nó đôi bạn cùng tiếng, mẹ giàu nhất thế giới luôn. Bắc Âu là hình tượng thế giới, hình tượng quốc gia mà loài người hướng đến. Nó nằm trong cái chuẩn thượng thừa rồi mấy em, không bàn cãi nữa. Qua chuyện Ukraine, vũ khí Mỹ và phương Tây sẽ bị ế như bánh mì Sài Gòn mắc mưa, bị ngáo. Cái này nói nhẹ nhẹ là bị ngáo, nó nặng nặng là nó bị ngu. Không có đơn hàng sẽ không kịp luôn, người ế khỉ khô xàm. Vì gia nhập NATO là phát triển kinh tế, còn gia nhập EU là phát triển quân sự hay gì? Ngược lại. Thật ra gia nhập NATO cũng có phát triển quân sự nữa, nhưng mà nói chung vô đó ai bị quýnh thì còn có lực ra mà cứu. Nó phát triển một cái mức độ giống như là vũ khí NATO, nó chia sẻ công nghệ rồi nó tập trận chung rồi nó training này nọ đó. Hôm nay Holland và công ty sản xuất chip ASML thông qua quyết định ảnh hưởng tới công cuộc tự chủ chip của ai đó. Ủa ASML là công ty gì em? Công ty cắt chip duy nhất. À, cái công ty nó làm ra cái máy sản xuất chip đúng không? À, em nghĩ nguy cơ của FBI cũng chỉ là cái cớ để đá, cớ cái đầu. Tức là bên Mỹ nó phải có luật, chứ không phải mày muốn nói sao mày nói. Bây giờ thí dụ như mày muốn khóa một tóc đi, thì phải dựa vào cái gì? Dựa vào những cái đơn vị nào report. Mày nói là ảnh hưởng an ninh quốc gia và ảnh hưởng là cái gì? Và cái đơn vị nào người ta lo an ninh quốc gia, đó là FBI. Mấy em nói chuyện vậy sao tiếng ra biển lớn được mấy em? Thí dụ giờ bị tai nạn giao thông đi, thì bây giờ coi cái thằng đó nó cố tình đụng thiệt hay là nó tai nạn, thì phải qua nhiều cái bước nghiệp vụ đúng không? Mà trong những bước nghiệp vụ đó có thể check camera, có thể là khám nghiệm hiện trường. Nếu mà lỡ mà có ai mà tử vong rồi thì phải là có ngọ tác nữa. Biết ngọ tác không? Em không tin Mỹ. Nghĩ tới mạng dùng short video như tóc bây giờ, chẳng qua không muốn làm, đúng không anh Duy? Nói chung á, thằng Mỹ thằng Mỹ thì tính hơi nghiêm túc, mà nó quên đi thì hiếu trẻ trâu, nên cái mạng này, cái mảng nó hơi chậm. Nó bị tóc hốt trước là đúng. Nó nên bây giờ nó ra mấy cái reel, mấy cái gì đó cũng có, cũng ghê rồi đó. À, đánh giá mạng sòi Mỹ vẫn đẳng cấp và nó phù hợp với những người tri thức hơn. Thứ nhất, nó nhiều option. Các bạn có thể đăng được video dài ngắn gì kể bạn. Các bạn có thể đăng được story, các bạn có thể đăng được bài viết. Ok, các bạn có thể tương tác với bạn bè, các bạn có thể gọi phone, các bạn có thể có message, đủ kiểu hết. Tóc bị đặt, đủ bay vô, tóc shop đồ. Không mới bán, rồi cạnh tranh với người ta rồi, kiểu. Anh Duy nghĩ việc dỡ bỏ vòng xây Điện Biên Phủ có giảm kẹt xe không anh? Nói chung vòng xây là cái gì đó anh cảm thấy rất là lạc hậu, tốn kém. Nói giận chịu à. Bây giờ duy trì vòng xây đó nhiêu tiền mấy em? Anh là công dân thành phố Hồ Chí Minh cho anh chút ý kiến không? Bây giờ thí dụ như em có leo vô vòng xây em đi được không? Nó thiệt á, anh đi G7 nhiều nước rồi, anh hiếm lắm gặp vòng xây thì hiếm lắm, có nhưng mà hiếm lắm. Riêng Mỹ, má bên Mỹ vòng xây gần như tuyệt chủng á. Quy hoạch đô thị nó đâu giao thông nó không có vòng xây. Thì tôi ngẫm là khác đúng thiệt. Đúng không? Vòng xây là mạnh nó nói chạy. Mặc dù chạy vòng tròn nhưng mạnh ai nó chạy. Tạt ngang tạt đầu đá dế gì có hết rồi. Mà vòng xây là cái kẹt xe kinh khủng luôn. Bạn nào thành phố Hồ Chí Minh bạn kể thử tôi năm cái vòng xây thì bạn cảm thấy kinh hồn. Mỗi khi nhắc đến đi lúc khoảng chừng từ 5 giờ chiều tới 7 giờ tối nha. Còn buổi sáng thì đi từ khoảng chừng 7 giờ sáng đi tới 9 giờ sáng. Mà nói chung đi nguyên ngày, miễn giờ khuya ra thôi. Thì trước khi em hỏi anh là dỡ bỏ vòng xây có giảm kẹt xe không, thì để trả lời câu hỏi này nó có nhiều giai đoạn. Thứ nhất, dòng xây là cái gì đó nó không phù hợp. Tất cả dòng xây luôn. Duy trì tiền hoa trên nó này nó kia thứ rất tốn kém, tưới tiêu đồ. Cái thứ hai, dòng xây xe chạy lên được, đi bộ cũng ai vô đó đi đó. Hai điểm đó để biện minh cho cái lý lẽ là vòng xây là cái gì đó nó không phù hợp với giao thông hiện đại. Vậy thì sau khi bỏ dòng xây đó làm cái gì? Tất nhiên là ngã tư đúng không? Ngã tư nó nằm gì đúng không? Vậy cho anh hỏi có cầu vượt, có hầm vượt, có nhánh rẽ không? Ví dụ như là cái nút giao thông ở chỗ ngay chỗ gần gần cái dòng xe Điện Phủ có cái cầu vượt mới làm mấy năm à,
Hồi kỳ có cái bà nào chạy BMW cái đụng đai quá trời luôn đó. Hàng xanh đúng không? Hàng xanh thì nói chung thì nó rồ hơn được mức là nó có cầu vượt. Nó rồ hơn được mức thôi nhưng mà nó chưa đủ đâu. Nó vẫn còn đèn xanh đèn đỏ dưới chân cầu đúng không? Đúng không? Quy hoạch là phải bỏ luôn đèn xanh đèn đỏ dưới chân cầu. Chỗ đó không hề có đèn xanh đèn đỏ nữa. Ok. Vòng xây làm lúc chưa có cầu vượt với chưa có đèn xanh đèn đỏ còn tạm được. Vượt được dùng ở ngã tư, ngã năm, ngã sáu hợp lý chứ giữ lại mất quy đất. Đúng, xưa thôi. Nhưng mà bây giờ các bạn về mấy cái thành phố nhỏ nhỏ ở quê có bụng binh bự cho bá. Cái đó bạn coi coi chừng 5 năm, chừng thời gian sau nó lạc hậu chắc luôn. Tốn kém không cần thiết. Ở Việt Nam mình quy hoạch giao thông nó bị hai vấn đề. Nói về cái đó thôi, nói về sự lãng phí thôi. Là cái gì? Một là bụng binh, hai là con lươn á. Con lươn trồng bông á. Con lươn thì trồng bông mà đường thì không có cây. Con lươn sao để không lãng phí hả anh? Em chưa hiểu. Thì con lươn làm lươn bình thường thôi. Em ra ngoài đường quốc lộ 1A đó, nhìn thấy con lươn sao thì làm vậy thôi. Mà thậm chí đơn giản hơn nữa là con lươn bằng cây á, không phải bằng cây mà con lươn bằng mấy cái gì sơn xanh xanh sơn sơn đỏ sơn trắng đó, khỏi làm lươn bự chà bá bê tông. Nếu mà đường trong thành phố em thấy con lươn trồng cây mát và đẹp mà anh, thì mày bỏ tiền đó mày trồng tao đâu cấm đâu, còn mày xin tiền tao mày mày trồng tám một tay mày à, đúng không? Tiền mày muốn làm gì cũng được đó.